Nhỏ gọn, thời trang, thiết kế mở mang lại một cảm giác đeo vô cùng thoải mái. Có thể chơi nhạc chất lượng cao với chip Snapdragon và nhiều tính năng giúp cho trải nghiệm nghe nhạc của bạn luôn ở trạng thái tốt nhất. Đó chính là những ưu điểm về chiếc tai nghe mới đến từ thương hiệu Bose Ultra Open Earbud. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về chiếc tai nghe này nhé. Và Mia Đạt, chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với An Tiến Studio. Thành thật mà nói thì đây là một chiếc tai nghe có thiết kế rất độc đáo. Nó có thiết kế nhỏ nhắn, thời trang, hiện đại và cực kỳ công nghệ, có thể trở thành một cái xu hướng mới trong tương lai. Bose Ultra Open Earbud là một chiếc tai nghe có vật liệu cấu thành chủ yếu bằng chất liệu nhựa. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái lớp hợp kim nhôm ở phía bên ngoài để khiến chiếc tai nghe này trở nên nổi bật hơn và thu hút hơn khi ở trên tai của người dùng. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái ngàm. Cái ngàm này được làm bằng chất liệu silicone, rất là linh hoạt, các bạn có thể kéo ra và kéo vào để nó có thể dễ dàng ôm vào cái vành tai của người dùng. Cá nhân mình thấy rằng thì với thiết kế này thì sẽ có nhiều hãng sản xuất tai nghe sẽ học tập theo Bose và sản xuất cho các sản phẩm của họ trong tương lai. Bose Ultra Open Earbud là một chiếc tai nghe được trang bị khả năng kháng nước theo tiêu chuẩn là IPX4. Với tiêu chuẩn này thì em nó có thể chịu được mồ hôi cũng như là lượng mưa nhỏ giống như kiểu dạng sương sương thôi. Chứ tuyệt đối là các bạn sẽ không ngâm nước trực tiếp này, cũng như là không gặp khi gặp mưa lớn mà có áp lực nước lớn quá ấy, thì tốt nhất là các bạn nên tránh ra bởi vì chiếc tai nghe này sẽ không chịu được đâu. Có một ưu điểm nữa, đó chính là chúng ta gần như có thể điều khiển được toàn bộ tính năng của chiếc tai nghe này trực tiếp trên hai cái earbud này luôn, với việc là chúng được trang bị những cái phím cờ ở đây. Tại đây thì các bạn có thể play này, pause này, tăng giảm âm lượng này, next qua bài tiếp theo hoặc lùi lại bài các bạn vừa nghe, hoặc là tinh chỉnh các cái chế độ về immersive audio. Đi kèm với đó thì Bose Ultra Open Earbud còn được trang bị một cái cây sạc có kích thước rất nhỏ gọn. Như các bạn thấy nhé, nó chỉ bằng 1/3 cái lòng bàn tay của mình thôi. Với kích thước nhỏ gọn như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng mang đi bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chúng ta muốn, bằng cách là cho vào túi áo hay là túi quần chẳng hạn, với tính di động rất cao. Tổng kết lại về phần thiết kế thì mình thấy rằng đây là một chiếc tai nghe có thiết kế nhỏ gọn, thời trang, rất hiện đại và có thể trở thành một xu hướng mới trong tương lai. Đi kèm với thiết kế nhỏ gọn như vậy thì chúng ta có tính di động cực kỳ cao cho chiếc tai nghe này luôn. Chúng ta đã đi qua về thiết kế rồi thì đối với câu hỏi thứ hai, đó chính là cảm giác đeo của chiếc tai nghe này như thế nào và nó có thực sự chắc chắn khi ở trên tai người dùng hay không. Thực tế với câu hỏi này thì ở trong phần tên của em nó thì chúng ta đã có câu trả lời rồi, đó chính là chữ open. Về cảm giác đeo thì phải nói rằng đây là một chiếc tai nghe có thiết kế mở và với trọng lượng là chỉ có 8g ở mỗi bên tai nghe thôi. Với trọng lượng nhẹ như vậy và đi kèm với một cái ngàm được làm bằng chất liệu silicone, như bạn thấy này, chúng ta có thể kéo ra kéo vào một cách rất là dễ dàng và gắn ở trên vành tai. Và với cái thiết kế như vậy và trọng lượng nhẹ thì nó sẽ mang lại một cảm giác đeo rất thoải mái. Các bạn sẽ không bao giờ gặp phải những tình trạng như là bị ngứa ngáy này hoặc là bị đau tai trong quá trình sử dụng lâu dài giống như là ở trên những chiếc tai nghe in-ear hay là over-ear đâu. Cùng với một trọng lượng rất nhẹ chỉ với là 8g ở mỗi bên tai nghe thì nhiều khi là mình còn quên luôn là mình đang đeo chiếc tai nghe này ở trên tai cơ, cho đến khi mình nhìn vào gương thì mình mới nhận ra điều này. Cá nhân mình thì trong một tuần vừa qua thì mình đã có trải nghiệm tập luyện thể thao cùng với chiếc tai nghe này với những môn cường độ cao như là chạy này, rồi nhảy dây này, các bài tập về cardio hoặc là các bài tập về tạ. Thì mình thấy rằng là kể cả trong những cái môn cường độ cao như vậy thì chiếc tai nghe này vẫn ổn định và giữ nguyên ở vị trí ban đầu trong xuyên suốt quá trình luyện tập của mình. Vì là một chiếc tai nghe có thiết kế mở, vậy nên thì nó còn mang lại một cái sự an toàn trong quá trình sử dụng nữa. Đặc biệt là nếu như các bạn muốn sử dụng chiếc tai nghe này trong quá trình tham gia giao thông hoặc là khi các bạn hoạt động cường độ cao ở ngoài trời như là chạy bộ hoặc đạp xe chẳng hạn. Thì lúc này thì các bạn vẫn có thể trải nghiệm được âm thanh này và đồng thời thì chúng ta vẫn có thể kết nối được với cả môi trường bên ngoài để có thể nhận biết được sự nguy hiểm để các bạn có tránh này. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể tham gia giao thông một cách an toàn hơn. Chúng ta vừa đi qua về vật liệu cấu thành, thiết kế cũng như là cảm giác đeo rồi. Vậy thì về chất lượng âm thanh của chiếc tai nghe này sẽ như thế nào nhá? Đối với một chiếc tai nghe có thiết kế mở thì chúng ta không nên quá kỳ vọng về chất lượng âm thanh đâu, bởi vì trải nghiệm âm thanh của chiếc tai nghe này sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tạp âm xung quanh. Tuy nhiên thì cá nhân mình thấy rằng thì đây là một chiếc tai nghe có chất lượng âm thanh khá ổn và thực tế nhá là nó còn tốt nhất trong những chiếc tai nghe có thiết kế mở mà mình đã từng trải nghiệm trước đây. Với việc là được trang bị chip cảm biến Snapdragon sẽ giúp cho chiếc tai nghe này có thể chơi được những bài nhạc chất lượng cao, đó chính là những bài nhạc lossless ấy, và giảm thiểu tối đa cái độ trễ trong quá trình sử dụng. Cùng với việc là ở mỗi một chiếc tai nghe earbud này sẽ được trang bị một driver có kích thước là 12mm. Nó sẽ giúp cho việc truyền tải âm thanh trở nên ổn định và chi tiết, đặc biệt là nó có thể hiện được tốt ở cái phần giải bass hay gọi là giải âm trầm ấy. Đây là một trong những cái giải rất quan trọng dành cho những ai đang tìm kiếm một chiếc tai nghe tập luyện thể thao, bởi vì khi mà chúng ta tập luyện thể thao, chúng ta thường hay nghe những bài tập mà tăng động lực như là những bài nhạc về Vina House này hay là EDM này, thì với giải bass thể hiện tốt như vậy thì có thể mang lại một cái động lực vô hình giúp chúng ta trong quá trình tập luyện. Bên cạnh đó thì Bose Ultra Open Earbud còn được trang bị thêm những cái công nghệ để hỗ trợ cho việc trải nghiệm âm thanh của bạn trở nên thú vị hơn thông qua một ứng dụng có tên là Bose Music. Ứng dụng này sẽ có ở trên điện thoại thông minh của chúng ta nhé. Tại đây thì
các bạn có thể tinh chỉnh về EQ này để có thể phù hợp với dòng nhạc các bạn đang nghe. Cái thứ hai đó chính là cái công nghệ Immersive Audio. Với chế độ công nghệ Immersive Audio này, cái giống như cái việc là các bạn có thể thiết lập được vùng âm thanh vậy. Với chế độ Immersive Audio thì các bạn sẽ có hai chế độ chính, đó chính là chế độ Still và chế độ Motion. Chế độ Still này nhá, thì giống như việc là chúng ta sẽ thiết lập âm thanh ở phía trước, thì dù các bạn có quay trái hay là quay bên phải đi chăng nữa thì âm thanh vẫn sẽ có cảm giác được phát ra ở phía trước của bạn luôn. Còn chế độ thứ hai đó chính là chế độ Motion. Với chế độ này thì nó sẽ đi theo cái góc nhìn của bạn. Mình lấy một cái ví dụ cụ thể hơn, đó chính là khi âm thanh ở phía trước này mà các bạn quay sang bên trái thì âm thanh sẽ di chuyển từ phía trước sang bên trái, hoặc là khi các bạn xoay sang bên phải thì âm thanh cũng sẽ di chuyển từ trái sang bên phải, giúp cho việc trải nghiệm âm thanh của bạn sẽ không bị gián đoạn, đặc biệt là khi các bạn phải di chuyển quá nhiều trong quá trình tập luyện thể thao hoặc là phải di chuyển ở những nơi công cộng chẳng hạn. Ok, vậy thì còn về cái phần âm thanh bị lách ra ngoài ở một chiếc tai nghe mở thì sao? Thì bây giờ mình sẽ có một bài trải nghiệm để cho các bạn có thể nhận biết được điều này nhé. Hiện tại thì mình đang bật nhạc với cái âm lượng rơi vào khoảng là 50%. Có thể thấy rằng là cái phần âm thanh bị lách ra ngoài không có quá nhiều. Và nếu như các bạn có thể nhận biết được cái sự âm thanh bị lách ra ngoài ấy, thì các bạn hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ tăng âm lượng lên một chút. Hiện tại âm lượng bây giờ đang là 80%. Đó. Thì mình đang đeo hai chiếc tai nghe này thì không rõ là âm thanh có bị lách ra ngoài hay không. Và bây giờ mình sẽ tăng lên là tối đa này. Với cái âm lượng 100% này thì mình nghĩ rằng là âm thanh sẽ có thoát ra ngoài thôi. Nhưng nếu mà ở những nơi công cộng như là ở bến xe hoặc là khi các bạn tham gia giao thông chẳng hạn, thì những cái âm thanh tạp âm bên ngoài, phần nào đó nó cũng sẽ áp đi và cũng sẽ không ảnh hưởng đến người bên ngoài đâu. Và đây là âm thanh được thu bởi chiếc tai nghe Bose Ultra Open Earbuds trong không gian studio. Như các bạn thấy ở trong không gian này thì gần như là chúng ta sẽ không có bất cứ tạp âm nào cả. Và các bạn đánh giá về chất âm thanh được thu bởi chiếc tai nghe này như thế nào thì hãy comment phía bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đây là âm thanh được thu bởi trên chiếc tai nghe Bose Ultra Open Earbuds ở không gian ở ngoài trời, ở những nơi mà có nhiều tạp âm hơn như các bạn thấy bên nghe bây giờ. Các bạn đánh giá về chất âm thanh này như thế nào thì hãy comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nói về pin. Chiếc tai nghe này có thể sử dụng liên tục rơi vào khoảng là 7,5 giờ cho một lần sạc. Còn cùng với cây sạc này thì có thể cung cấp cho các bạn rơi vào khoảng 20 giờ nữa. Vậy thì tổng thời gian sử dụng thì sẽ rơi vào khoảng là từ 27 cho đến 28 giờ. Và mức âm lượng sẽ rơi vào khoảng từ 50 cho 80% nhé. Tất nhiên là có tất cả cái chế độ là Immersive Audio đi rồi. Còn về phần sạc ở đây thì chúng ta sẽ có một cổng Type-C. Cổng Type-C này thì các bạn sẽ mất khoảng 1 tiếng để có thể sạc đầy cho cả cái phần cây sạc và cả cái phần tai nghe này mà thôi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một điểm trừ nho nhỏ, đó chính là với chiếc tai nghe này có mức giá gần xấp xỉ 8 triệu đồng nhưng mà em nó lại không được trang bị cái công nghệ sạc không dây. Mà để có được cái công nghệ này thì các bạn sẽ phải mua thêm một cái ốp, nó sẽ rơi vào khoảng 1,5 triệu đấy. Thì đây sẽ là một cái điểm trừ nho nhỏ chiếc tai nghe này nhá. Và vừa rồi là toàn bộ thông tin về chiếc tai nghe Bose Ultra Open Earbuds, một chiếc tai nghe có thiết kế nhỏ gọn, thời trang, hiện đại với thiết kế mở mang lại một cảm giác đeo vô cùng thoải mái, cực kỳ phù hợp đối với những ai đang tìm kiếm một chiếc tai nghe có thể sử dụng trong một khoảng thời gian dài, và phù hợp nhất là đối với những bạn nào đang tìm kiếm một chiếc tai nghe để hỗ trợ cho việc tập luyện thể thao ở ngoài trời như là chạy bộ hoặc đạp xe, thì đây sẽ là một sản phẩm cực kỳ phù hợp nhé. Bên cạnh đó thì sản phẩm này có khả năng kết nối cực kỳ ổn định với các đồng hồ Garmin trong quá trình sử dụng, hoàn toàn không gặp những tình trạng như là bị trễ tiếng hay bị ngắt kết nối ở giữa chừng đâu. Tất nhiên là sản phẩm này đều đang có sẵn ở các showroom An Tiến rồi. Nếu bạn có câu hỏi gì hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào lại các bạn trong những video tiếp theo.